Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Con gái nuôi Angelina Jolie tháp tùng mẹ xuống đường, lộ chi tiết đáng sợ gây xôn xao. Angelina Jolie và con gái nuôi Zahara mới đây đã trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế, nắm tay con gái trên phố. Tuy nhiên, bộ váy sát nách của nữ minh tinh làm lộ loạt hình xăm và cánh tay gầy guộc đáng lo của cô. Cụ thể mới đây, nữ diễn viên Angelina Jolie xuất hiện đầy quyến rũ sau khi cùng con gái Zahara bước ra ngoài khách sạn Greenwich ở thành phố New York vào ngày 18 tháng 5 vừa qua. Nữ diễn viên 47 tuổi trông rất thanh lịch trong chiếc váy dài màu trắng không tay với đường cổ chữ V đầy quyến rũ. Trong hình, nữ minh tinh 47 tuổi diện váy dài trắng thanh lịch, cô được khen vẻ ngoài nữ thần với mái tóc buông xõa, kết hợp cả kính râm đen cùng với chiếc túi màu vàng nhạt. Dáng vẻ của Angelina thực sự chứng minh được đẳng cấp của một ngôi sao Hollywood. Tuy nhiên, khi nhìn xuống bàn tay của nữ minh tinh tiến hắc ám, khán giả giật mình vì quá gầy guộc và loạt hình xăm kỳ lạ. Được biết, những hình xăm kỳ lạ của Angelina mang ý nghĩa tâm linh và luôn là đề tài bàn tán của truyền thông và công chúng. Trong khi đó, con gái nuôi Zahara giận dị trong set đồ đen thoải mái cùng áo khoác màu nâu mọng, nắm tay mẹ trên đường rời khỏi khách sạn. Đây cũng là lần đi chơi thứ 2 trong tuần mà Angelina Jolie bị bắt gặp. Chị ba tuần trước sinh nhật lần thứ 48 của cô sắp diễn ra, cụ thể là rơi vào ngày 4 tháng 6 tới đây. Được biết, ngày 4 tháng 6 tới là sinh nhật lần thứ 48 của Angelina, nữ minh tinh đã hoàn thành xong một số công việc dang dở và muốn ở cạnh các con nhiều hơn trong khoảng thời gian này. Vì vậy, cô hay lộ diện cùng bọn trẻ mỗi khi rảnh. Gần đây, Angelina Jolie hay đi cùng con gái Zahara. Angelina Jolie rất thân thiết với con gái Zahara, cô gái người Ethiopia của nữ diễn viên, đang học đại học Spelman ở Atlanta nhưng vẫn tranh thủ thời gian gặp mẹ mỗi khi Angelina tới New York công tác. Hiện tại, minh tinh tiến hắc ám và những người con khác đang sống tại Los Angeles. Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Time, Angelina hết lời ca ngợi con gái nuôi. Con gái tôi đến từ Ethiopia và tôi đã học được rất nhiều điều từ con bé. Zahara là gia đình của tôi nhưng cũng là một phụ nữ châu Phi phi thường. Zahara được Angelina nhận nuôi năm 2005 khi cô bé mới được vài tháng tuổi. Những năm sau này, Angelina vẫn thường đưa con gái về thăm quê hương, tìm hiểu con người, văn hóa đất nước cội nguồn của mình. Trước đó một ngày, vợ cũ Brad Pitt và Zahara được nhìn thấy ở thành phố New York khi họ hạ cánh tại sân bay JFK. Cả hai cùng nắm tay nhau rời khỏi nhà ga, vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Ngoài ra, bộ đôi mẹ con còn bị phát hiện vào đầu năm nay ở Manhattan khi cả hai cùng đi ăn tối và mua sắm. Angelina Jolie cũng bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh thời trang. Vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Angelina Jolie thông báo về thương hiệu thời trang mang tên Atelier Jolie. Mô hình kinh doanh thời trang của nữ minh tinh này khá mới lạ. Theo đó, người tiêu dùng sẽ được kết nối với các nhà thiết kế, thợ may lành nghề trên thế giới để tự tạo ra những mặt hàng thời trang theo ý mình. Việc tận dụng những phần vải thừa hoặc tái chế những món đồ không còn sử dụng thành món đồ mới được khuyến khích. Đây cũng là xu hướng của thời trang bền vững, một hình thức tiếp cận thời trang đi kèm lối sống có trách nhiệm với môi trường. Gần đây, nữ diễn viên cũng lên tiếng kêu gọi phụ nữ bảo vệ sức khỏe nhân ngày quốc tế phòng chống ung thư buồng trứng. Cụ thể, trên trang cá nhân hôm 8 tháng 5, diễn viên 47 tuổi đăng tải bức hình chụp cùng mẹ, bà Marjolaine Bertrand, người qua đời năm 2007 sau gần 10 năm chống chọi căn bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng. Ngoài việc tri ân người mẹ quá cố trong ngày sinh nhật của bà, Angelina Jolie còn khuyến khích phụ nữ luôn quan tâm đến sức khỏe và đi thăm khám thường xuyên. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân và đi xét nghiệm máu hoặc siêu âm, đặc biệt là nếu bạn có tiền sử gia đình bị ung thư, nữ diễn viên cho hay. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.